absolument pas. Chụp hình đi con. Đúng rồi, lấy cho con. Thank you.
giờ mình phải sắp tới đi mình sẽ có người đang mới mình biết mình lại cả rồi con các con tới đi mình sẽ có kinh nghiệm để mình trao đổi lại từ từ tới nào mình đưa đi tạm biệt. Vậy thì trước khi đi cho em chụp lại cái bàn người ta gọi hàng khi nào tới.